Cái hãng này nó nằm trong cái nguồn máy mà vi mạch rất là cực kỳ quan trọng, nó làm cho Intel á, nó làm cho Samsung điện thoại này á, nó làm cho Apple á. Cho nên tôi là nằm trong cái nguồn máy, tôi là người Việt Nam duy nhất trong mấy chục năm nay đi họp CEO với người Mỹ, người Nhật, người Nam Hàn, không có một thằng Việt Nam thứ hai, không có thằng Ấn Độ luôn. Cái thằng này mà đi vô Việt Nam á, hàng ngàn công ty vi mạch nó vô theo, là tự vì có lòng tin. Tôi đang giữ 5.000 cái IP của Mỹ, cái đầu này là đang giữ 5.000, công nhân của tôi đang có. Anh ra làm sao anh coi đi, cái hãng này hãng phụ nha, tôi có mấy hãng chính nữa. Chuyện nó không có phải như người ta nghĩ, người Mỹ nó khôn lắm. Cái IP, cái người mà nó tin tưởng, chứ không phải là cái vốn hay là cái có thằng lần Samsung nó nói ok, tao bỏ 200 triệu tao mở cái hãng giống như kiệt, mấy thằng Mỹ nó không cho liền. Anh biết cái lý lịch tôi mà đường đi nước bước tôi á, FBI CIA theo dõi á. Tôi nói tôi khác hơn Trung Cộng á. Hãng tôi có một lần tôi làm cho hãng Maxxen, tôi nói tên luôn, nó nằm ngang đây, một năm 10, 12, 13 triệu. Tôi lên mạng là tôi không có sợ, tôi nói thật, tại mình nói thật mình không có bằng chứng, mình không có sợ. Nhân viên tôi đang làm một năm 12, 13 triệu, tức là một tháng là làm 1 triệu mấy. Đùng một lúc cái tập đoàn ở bên Thượng Hải nó qua nó mua hãng Maxxen. Maxxen nằm ngang đường này nè, hiện giờ nó cũng đang hoạt động. Ở đây có những người biết á, Maxxen Technology. Thì ngay lập tức bữa tối đó tôi đang với thằng CEO mới, nó là người Trung Quốc. Ta nói á, tao cho mày 2 tuần lễ, tao cancel hết tất cả PO của mày, tao không muốn làm ăn với mày nữa. Nó đứng lên nó giận nó chửi, cái nó gãi thơ hết tất cả những CEO, tại vì những thằng CEO mà hai tách á, là quen nhau hết. Cái mặt tôi á, người Việt Nam có không rời gì, nhưng người Mỹ nghe tên tôi rất là nể, từ bàn tay trắng 10.000 đô tới ngày hôm nay. Thì thằng Tàu này á, nó chơi xấu, nó gửi hết để đánh bôi nhọ tên tôi, nó thằng Kiệt á, kỳ thị nó này nọ. Nó tao không phải, tao làm cho Maxxen gần mười mấy 20 năm nay, nhưng mà hôm nay Maxxen thuộc về của tập đoàn Thượng Hải là của Trung Cộng. Tao có lòng dân tộc của tao, mày lấy Hoàng Sa Trường Sa của tao, tao không thích làm cho Trung Cộng. Mấy thằng nhân công tôi nó chửi, tại sao anh ngu quá, anh không có anh bỏ mười mấy triệu, tao làm tiền để tao lo cho nước tao, nhưng mà nó lấy nước tao mắc mớ, tao phải làm mọi cho nó. Một, tôi nói thật, anh đi hỏi 500 thằng nhân công tôi đi, có chuyện này không? Có đó, tôi anh hùng lắm á. Đừng có tưởng mười mấy triệu đấy tôi là lớn, mà mười mấy triệu nó mỗi năm nha, rồi nó tăng tăng lên nữa. Tôi nói tôi gửi bài nó là bye bye, tôi không có ngại. Tôi chỉ đem những cái mối liên hệ với tôi chơi từ ở trong quốc hội, tôi chơi từ những người chính trị lớn của Mỹ, thì anh thấy rồi đó. Thì tôi chỉ nói một người hai người, cái ngành di hai thách này à, Lon cũng quen với tôi. Tất cả những người này nó rất, nó tuy nước Mỹ là lớn nhưng rất là nhỏ, nó không có giống Việt Nam mình đem mấy ông bầu ra xào bột hết. Ai là ai nuôi 100 triệu người, chẳng lẽ giờ ở Mỹ này nó đi điên, nó đem thằng Mark Zuckerberg, Facebook, Elon, rồi Bill Gates, nó đem nó luộc hết. Nước Mỹ này giàu là do những người có tài, 1 triệu người, chỉ cần một người có tài có thể nuôi 10 triệu người. Nhưng mà Việt Nam mình có nghĩ ra được vậy không? Bây giờ trong một cái quần chúng 1 tỷ người, có 1 tỷ cái idea, nhưng chỉ có một cái sáng kiến của người trên thiên gọi là xích thế gian thôi, sẽ thay đổi toàn bộ thế giới á. Ông Einstein á, Elon Musk á, chỉ cần một người thông minh của cõi trời thôi sẽ đưa nước Việt thành cường quốc trong vòng 3 năm. Có cách á, tự người ta chưa làm thôi. Còn hôm nay nước Việt ai mấy vị có làm cuộc họp về trên, cái mấy vị mới ngồi than với Kiệt, mấy vị trên trời á, mình không nói tên nha, mình họp toàn là trên trời không à, người dưới đất cũng có họp. Cái mấy vị mới nói á, thế gian này không có gì khủng khiếp và tàn khốc bằng của chế độ cộng sản để lại.
đó là nước Việt. Tài nguyên không có, chủ quyền Việt Nam không có, biển cũng không có, miền Trung đâu có đánh cá được, rừng cây cũng đốn hết. Cái quan trọng nhất là gì? Cái đạo đức không còn, cái não không còn, cái đó mới là quan trọng. Muốn tạo lại cái não mà đàng hoàng á, để đi đâu mà người ta kính nể á, không phải qua dịch cái là ăn cắp ăn trộm mà vô siêu thị người ta cái làm này kia. Một người Việt không cần biết ở ngoài Bắc hay là tỉnh nào, Hải Phòng hay là Hà Tĩnh gì, nó cũng là người Việt, cũng là con rồng cháu tiên anh em với mình, nó làm xấu mình đây mình cũng buồn lây á, đúng không? Mấy anh có thấy vậy không? Mình không phải nói họ là khác mình nha, giống nhau là phải lấy ít nhất 10 tới mấy chục năm sau mình, mấy đứa nhỏ sau này á, nó có đạo đức. Đó là tại sao Đức Thầy với chư Phật cho 6 triệu chim hiền ra đi năm 75, đi bằng máy bay của Mỹ, đi bằng trục thăng, rồi đi vượt biên xuồng con, đi bộ, rồi tới đi ODB, rồi tới đi HO, rồi đi bảo lãnh, rồi đi đủ kiểu đi, rồi sau này đi nữa. Thì mình ngồi đây không phải là ngồi chơi, con mình không phải là đồ bở, chỉ học xong đại học rồi đi làm một cái chớp. Nó có bổn phận phải quay về quê hương á, mới về Việt Nam cưới vợ Việt á. Những đứa ở vùng xa xôi của Mỹ, tiểu bang Mỹ, nó cưới vợ Mỹ nghe nói tiếng Mỹ không, nó quên nó người Việt. Hey, khi nào tóc mày mà ra màu vàng á, mày mới người Mỹ nghe. Mà giờ nói nó người Việt mà nó ở mình lẻ loi, nó nói nó Mỹ. Không phải, mắt mày đen thui đâu có xanh đâu. Thằng Do Thái nó lưu lạc 2000 năm, nó còn giữ được quê hương của nó. Là vì tại sao? Là vì Chúa chịu trận ba cái đinh ở bên nước nó. Nó bị gọi là lầm lỗi, thì nó biết lỗi, nó sửa lỗi, cho nên nó vẫn giàu, vẫn khôn, vẫn giữ cái nền văn hóa nó, hôm nay lập quốc cái thành trường quốc lại. Người Việt Nam mình, Phật, Thánh Tiên lập ba cái đạo ở miền Nam, Thánh Nhân ra đời, Đức Thầy ra đời, rồi Cao Đài, một thế giới mà ba đạo là để cho thời kỳ tận thế này, để cho một vị Thánh Nhân xuất hiện ở miền Nam, để đưa nước Việt lên thành cường quốc. Cung vàng, điện ngọc, ngõ vàng nó có thiệt á, không phải là Đức Thầy nó không có đâu. Một cái quốc gia tàn khốc để lại, thành một gia hùng cường trong vòng một thời gian ngắn, người thường không làm nổi, chỉ có Phật Thánh Tiên mới làm nổi. Hôm nay những người mà đi nghịch ý trời á, là những người đó đó là chẳng khác nào á là đâm đầu vô đá để thử. Mình chết một mình không sao, con của mình, bao nhiêu tiền sân chức sân sao hối lộ của mình cũng đi theo. Phật trời rất từ bi, không có cho trả thù. Các chi vị thường họp với chuyện cái nói á, sau này á, nước Việt khi Đức Thầy xuất hiện lấy ân báo oán, ai xả nghiệp thì cứ xả, không ai sống qua 100 tuổi thì có người thường không có được xử nhau để lục nhân quả. Nhưng có những người gọi là cương nghì á, cứng cổ lì á, thì những người đó đó sẽ mệt á. 3 năm nay cũng mệt á, nãy giờ nói chuyện cũng hơi mệt á. Mà không nghe nữa, mình là bây giờ chỉ còn ở trần quần cục, không còn cái gì để giấu, vì nó quá đến lúc thời trọng đại. Tính theo trăng chứ không phải tính theo mặt trời đâu. Cái mặt trăng mặt trời khác đúng không? Mặt trăng nó nhỏ vậy, nó quay lôi lẹ lắm, mặt trời quay lâu. Cái này tính theo mặt trăng á, coi đi.